À, xin chào các anh chị, bây giờ là chúng ta bắt đầu sau khi chúng ta đã làm xong cái một cái biểu tượng nằm ngoài màn hình rồi ha, cái đăng ký kiểm dịch online rồi đó, cái clip trước tôi đã nói rồi đó, thì bây giờ các anh chị lại tiếp tục chúng ta vào đăng ký kiểm dịch nha. Chúng ta thực hiện, chúng ta nhập dữ liệu đây. Thì ở đây chúng ta khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ có được cái biểu tượng đây nè ha, biểu tượng đăng ký kiểm dịch nó nằm ở ngoài desktop này cho các anh chị dễ nè. Sau đó chúng ta chọn vào đó, thì cái tốc độ này chạy nó sẽ phụ thuộc vào tốc độ đường truyền 3G của các anh chị. Rồi trong đây ha, ở cái trang kiểm dịch online các anh chị lưu ý ha, chỗ nào màu đỏ là chỗ bắt buộc. Rồi chúng ta kéo lên ha. Rồi chúng ta giả dụ như bây giờ chúng ta vui lòng chọn cụm nè, ở cái dữ liệu đầu tiên nè, các anh chị sẽ chọn là chúng ta ở cụm 1 ta chọn. Rồi chúng ta nhấn nút tiếp theo. Được chưa? Rồi sau khi nhấn tiếp theo, chúng ta sẽ đến cái nội dung thứ hai, đó là giờ kiểm dịch. Rồi các anh chị sẽ nhấn vào ngay chỗ đầu tiên, ngay chỗ giờ này. Giả dụ như chúng ta chọn là 14 giờ ha, thì cái trường ở sau này cũng bắt buộc luôn nha các anh chị nhớ chọn nha, mấy sao các anh chị nhớ 14 giờ thì chọn là 00, được chưa? Hoặc thí dụ như 14 giờ 15 thì mình sẽ nhập là 15. Sau cái trường giờ kiểm dịch xong, chúng ta sẽ kéo lên tới cái chỗ là tên hộ chăn nuôi hoặc cơ sở thu gom hoặc là lò hấp, các anh chị nhập vào. Giống như ở đây tôi nhập nó là hộ nuôi gà đi ha, Nguyễn Văn A ha, Nguyễn Văn A. Rồi các anh chị thấy cái tên này nó có cái dấu sao, cho nên cái trường này mình không thể nào mà mình bỏ được. Nhưng mà ở địa chỉ ấp này chúng ta không có dấu sao, nên mình có thể bỏ qua cái trường này mà mình không nhập ha. Có thể mình nhập ví dụ như là ấp 2 đi, nhưng mà có thể là mình bỏ, mình không nhập, mình vẫn qua trường tiếp theo được ha các anh chị. Rồi ở xã đây, ví dụ như nhà xã Long Hưng ha. Rồi Long Hưng, rồi đây là trường bắt buộc phải nhập ha các anh chị. Rồi tiếp tương tự như vậy thì huyện, đây là huyện mà trường có dấu đỏ bỏ nhập. Bây giờ nếu như các anh chị vào đây mà các anh chị đi vào đây là trường dấu đỏ nó không cho nè, đây là trường bắt buộc, cho nên các anh chị phải nhập dữ liệu vào đây, chứ nó không giống như cái ấp ở cái trường ấp ở phía trên ha. Rồi huyện Châu Thành, rồi tiếp theo ha các anh chị. Rồi điện thoại của người liên lạc, người đăng ký kiểm dịch nè, người đăng ký kiểm dịch thì các anh chị phải nhập, đây là trường bắt buộc. Ví dụ như là 0931234-1262, đây là số điện thoại, nhập đúng số điện thoại vào. Rồi ở đây ví dụ như họ đăng ký kiểm dịch mua lô gà thì em sẽ chọn vào gia cầm ha. Hoặc ví dụ như là lò ấp thì mình cũng chọn là gia cầm ha các anh chị, hoặc là heo trâu bò gì đó, hoặc là có mục khác thì các anh chị cũng có thể nhập ở dưới cái mục khác. Rồi tiếp theo là ngày tiêm vaccine, nếu các anh chị biết thông tin ngày tiêm vaccine thì các anh chị nhập vào cái ngày vào đó, còn nếu các anh chị không biết thì các anh chị có thể bỏ qua. Rồi tên kiểm dịch viên nhận đăng ký, ví dụ như là người kiểm dịch viên nhận đăng ký là Bình, đúng không? Nhập chữ Bình vào. Rồi ở đây nơi đến thì các anh chị phải hỏi chỗ thương lái hoặc người đăng ký đó, bây giờ cái lô hàng này xuất về đâu, thì các anh chị hỏi huyện và tỉnh. Nhưng ở đây yêu cầu bắt buộc các anh chị phải là tỉnh ha, ví dụ như là mình nhập đây về, đi về Bạc Liêu đó, bắt buộc dữ liệu phải nhập về ở đâu, tỉnh nào ha các anh chị. Rồi rồi tiếp theo ở phần ghi chú, rồi các anh chị muốn ghi nội dung ghi chú gì thì các anh chị có thể ghi vào, và sau đó anh chị kéo lên chúng ta sẽ gửi, nhấn vào nút gửi ha. Đó thì khi các anh chị nhấn vào nút gửi xong mà nó hiện lên cái đăng ký kiểm dịch online, câu trả lời của bạn đã được ghi lại, có nghĩa là các anh chị đã hoàn thành cái thủ tục đăng ký. Rồi cảm ơn các anh chị.